Chào mọi người, quay lại kênh cần câu Nhật Bản của mình. Hôm nay thì mình bán một số máy nha mọi người. Đây, máy câu trước con Olympic này đi. Đây, ok. Rồi. Cố tình. Carbon. Cổ này cổ gì đây? Cổ này chắc cũng carbon thôi. VX800 Olympic. Cái này thì con cược nha mọi người. Đây, bên trong đây rất là mới. Thẳng này. Cái này thì ở đây là cược số 3 150m, cược số 4 là 100m, cược số 5 là 80m. Rồi. Khuyên ra cược, ok. Con này ghi xuất xứ ở đâu thì sử dụng thị trường nội địa Nhật nha mọi người. Đây. Quay hết ngoài hình cho mọi người xem. Size con này thì khoảng tầm 1000. Nhưng mà cái này ghi 800. Còn số 1, cái này mình bán 250 nhá. Số 1 250. 250. Số 2. Ok. À. Cái này có đảo tay trái phải nhé mọi người. Đây. Tất cả có cái nút này đều có đảo tay được hết nha mọi người. Cái này cũng đảo tay được này. Đây, đảo tay. Gập. À, con này coi. Con này không có gập. Con số 1 không có gập. Con số 2. Thân carbon, cổ kim loại. Con này thì không có cước. Này, phía trong. Ok. Thẳng nhìn cũng đẹp. Mô binh sống. Ok. Khuyên ra cược cùng con đẹp. Con này hiểu gì đây? Paso VX. Con này một bi. Không rơ nha mọi người. Gập tay. Ok. Con này thông số này. Để mình xem này. Cược 4 vô được 200. Cược 6 vô được 150. Cược 8 vô được 130. Rồi. Con này con số 2. Số 2 này mình cũng bán 250 nha mọi người. Số 3. À, để xem con số 2 này nè. Con này cũng nội địa Nhật thôi. Không có ghi xuất xứ. Số 3 là Shimano. Japan đây.
Con này có gập tay nè. À, con này cũng gập tay được nha mọi người. Rồi, ok. Vằn ở đây gập tay. Có ốc ở đây. Ốc này thì đổi tay trái phải được. Rồi mọi người xem thông số của nó nha. Con này là ratio là 3.8. Ratio 3.8. Rồi, cái này cái gì đây? Vô cước. Để mình xem nào. Cược số 3 vô được 325m. Cược số 4 vô được 280m. Cược số 5 vô được 200m. Đây, cái này hơi dơ một xíu. Cái này con sạch, con đẹp này. Ra cược con đẹp này. Cổ kim loại nha mọi người. Thắng. Mô bin tỷ. À, mô bin đồng. Xem này. Rồi, ok. Cái này không rơ lắc nha mọi người. Đây, mọi người xem kỹ ngoại hình nhé. Rồi, ok. Con này là con số 3. Con số 3 này mình bán 350 nha mọi người. Số 3 mình bán 350. 350. Con này cũng không cầu cướp. Rồi, một con Ryobi. Đây, con này thì cũng đổi tay trái phải được nha. Con này chắc tốc độ cao này. Rồi. Đúng rồi, con này ratio tới 5.2, tốc độ cao. Size 1.500. À, đợi mình chút. Mấy cái này mọi người xem size nha. Con này size khoảng 2.000-2.500 á. Con Shimano này này, con số 3 á. Con này size khoảng 800-1.000. Rồi, con này size 1.500 nha. Đây, mọi người xem cái bàn tay của mình nha. Đây. Rồi, cối. Cối sống. Cối đồng. Gập tay. Gập tay. Gập tay. Đây. Đảo tay. Ok. Rồi. Ở đây. Chỗ ra cửa con đẹp. Ra cửa con đẹp nha mọi người. Cái này á, thì để mình xem nè. À... đây. Cược số 2 200m. Số 3 150m, số 4 100. Ok. Rồi. Con này thì Japan luôn. Ryobi Japan. Con này con số 4 mình bán 200 à 300 nha mọi người. 4 300. Rồi, số 5. Số 5 thì con này của gì đây? The Rope Speed. Mình cối thì cối đồng này. Cối đồng này. Rồi, mở cối ra mọi người xem. Con này size 1.000 nha mọi người.
Ok. Size 1000. Con này đổ tay trái phải được. Rồi. Ok. Chỗ ra cược thì nó hơi bị rỉ. Chỗ ra cược hơi bị rỉ, mọi người về vệ sinh nha. Đây. Ok. Rồi. Con này á thì cược số 2 vô được 160 m. Rồi đợi chút. Ồ, con này cũng tua nhanh. Ratio 5.2. Cược số 2 vô được 160 m. Cược 2.5 vô được 120 m. Ok. Rồi. Con này mình bán 250 nha mọi người. Con này không có rơ lát này. Số 2. À số 5. 250. 250. Con số 3 này, à con này Hàn Quốc nha mọi người. Hàn Quốc. Mỗi bình đồng carbon hết. Carbon hết nha. Carbon hay nhựa thế, nhựa. Đây, nhựa. Phân ra cược thì con đẹp. Con này là cược số 2 vô được 150 m, cược số 3 90 m, cược số 4 70 m. Con này size thì khoảng tầm 800. 800 nha. Rồi, ok. Đây. Không có rơ nha mọi người, không rơ. Ratio của nó 4.3. Con số 6. Số 6. Số 6 này mình bán 200. Rồi, số 7. Số 7 là gì đây? Đua là spin. Rồi, mọi người xem cổ này. Cổ này thì cổ đồng đây này. Rồi, xem ở phía trong này. Đây. Con đẹp nha mọi người. Con đẹp nha. Rồi, cối nè. Cối rồi tới phần này. Phần ra cược này. Phần ra cược này thì hơi bị rỉ. Mọi người về vệ sinh lại này. Rồi. Tới tay quay. Tay quay ok, nhẹ. Rồi, gập được, đảo trái phải được, ok. Ồ, con này nhỏ thế này mà size 2000 ta. Theo mình thấy thì con này size khoảng 1500. Con này size khoảng 1500 nha mọi người. Con này là made in China. China xuất Nhật nhá. Rồi, xem thông số của nó này. Con này ratio, tua nhanh, ratio tới 5.2. Ratio 5.2. 1 bi. Cược. Cược số 3 160 m thì vậy.
cược số 4 110m. Cái phần ghi cược này. Cược số 3 140m. Cược số 4 110m. Đây. Rồi. Không có rơ. Con số 7, con số 7 này mình bán 200 nha mọi người. Con số 7 bán 200. China xuất Nhật. Ok. Rồi. Con này là để mình nói về kia con số 7 đó này. Đây. Cái này cột kim loại này. Chỉ đây là nhựa. Nhựa nha mọi người. Rồi. Cái này. Nail platinum. Giá 1000. Bán xe 1000. Thôi cái thông số đó mới đọc sau. Đầu tiên cho mọi người xem cái cổ trứng nhé. Cổ. Ok, còn đẹp. Đây. Một bên đồng nha. Rồi, phần này. Ok. Ra cược con đẹp này. Này. Rồi ra cược con đẹp này. Rồi, tay quay. Tay quay đảo chiêu được nha mọi người. Đây. Đảo chiêu được. Trái phải được. Cái này có gập. Gập tay quay. Ok. Rồi. Tới phân cược của nó này. Con này cược 6 á, vô được 130m. Cược 8 vô được 100m. Cược 2 100. Ủa. Nhầm. Cược 2 vô được 130m, cược 3 vô được 100m. Rồi. Con cái B này. Cái này kéo cá. Rồi, con này sai 1000. Sai 1000 nha mọi người. Đây. Ok. Con này cũng Hàn Quốc này. Hàn Quốc nha. Korea. Con này con số 8. Mình bán 200. Rồi số 9. Số 9 là cái này gì đây? Shimano. Shimano. Mọi người coi cổ ở phía trong nha. Đây, quá đẹp. Thằng này mới nha mọi người. Rồi. Ra cược. Ok. Phần này hơi bị oxy hóa xíu, về mọi người vệ sinh nha. Rồi, tay. Ok. Tay này. Đây. Tay này gập được nha mọi người. Tay này gập như thế nào ta? Tay này rõ ra có gập. Có chỗ để gập ở đấy mà sao mình kiểm ra cái chỗ cái chỗ mở gập. Nơi ốc này là gập được này. Đây. Gập nha mọi người. Gập đây. Rồi. Cái này cũng đảo tay được nha mọi người. Đảo tay được. Rồi. Tiếp xem nè. Xem tới thông số này. Thông số thì
Con này là ratio 3.8. Ratio 3.8. Cái gì nữa đây? Hai tay này là cái này là hai tốc độ nha mọi người. Hai tay này hai tốc độ. Rồi cước, cước thì cước số 2 vô được 300 m, cước số 3 vô được 300 m. Rồi. Tiếp. Tại phần này. Đây thì cối này cối carbon. Đây, toàn thân carbon. Cái này kim loại này. Cái này là titan. Titan nha mọi người. Titan này. Đây. Con này thì Japan luôn. Đây. Ok, con này chuẩn không phải chỉnh đây. Hai tốc độ này. Đâu rồi. Con này con số 9. Số 9. Số 9 này mới bán 600 nha mọi người. 600. Số 10. À, con này size của con này. Con này size 6.000 nha mọi người. Size 6.000. Đây. Rồi, số 10. Số 10 con này là cũng là Shimano 7.000. Đây, xem cối này. Con này thì là không phải titanium, con này là carbon. Phần này là carbon, toàn thân của nó là carbon hết nha mọi người. Toàn bộ đều là carbon hết. Đây. Cũng là thằng đời mới luôn. Phía trong con rất là đẹp. Con này cũng là high speed. Hai tốc độ. Đây. Con này thì toàn bộ đều là carbon hết. Ok. Rồi. Phần ra cược. Ra cược ok. Cái này cũng ok. Khuyên ra cửa cũng ok. Tay. Rồi. Tay này đổi trái phải được. Gập được. Đây. Gập vào nhé. Đó. Rồi, xem thông số của nó nha. Con này đâu rồi? Con này thì cược số 2 vô được 300 m, cược số 3 vô được 200 m. Ratio của nó đâu? Ratio của nó 3.8. Này. Ồ, phần này là titan này. Phần này titan này. Có cái độ mỏ vào đây, không sao. Rồi. Con này thì cũng made in Japan. Đây nha. Rồi. Con này là con số 10. Con này mình bán 650. Số 10 650. Ok. Số 11. Con này con gì đây? Excel Speed. Đây, xem ở trong cổ nha. Ồ, con đây mở luôn này. Cổ đồng này. Cổ đồng. Không có rơ. Không rơ nha. Rồi. Ra cược ok.
khuyên ra cược ok, vong ra cược ok. Rồi, tay. Đây. Tay gập được nha mọi người. Tay gập được. Trái phải được. Thay đổi trái phải đều được. Rồi. Tới thông số. Thông số của con này thì size này size 1000. Con này size 1000. Ratio. Ratio thì tạm thời chưa thấy. Cược. Cược thì con này cược số 5 vô được 150 m. Cược số 4 vô được 120 m. Cược số 3 vô được 100 m. Rồi. Con này là Korea Hàn Quốc. Xin ở đây. Rồi, hết. Con này thì ratio thì mình không có thể ghi ratio, nhưng theo mình nghĩ con này ratio 5.2. Ratio 5.2 nha mọi người. Con này là số 11. 11 con này mình bán 250. 11. 250. Rồi, một con này. Con này thì mình thấy size của nó chỉ khoảng tầm 800. 800 thôi. Đây. Mọi người xem cổ này. Con này thì phần thân này á thì là kim loại. Cổ này cổ gì đây? Phần này nhựa này, cổ này chắc cũng, cổ này hình như nhựa hay sao á. Đây phía trong cổ con đẹp này. Mô bên đồng này. Rồi, ra cửa con ok. Phần này con đẹp. Quyền ra cửa con đẹp. Tay. À, xem nó có rơ. Không có rơ nha mọi người. Không rơ. Ủa. Con này không lượt trái phải được này. Con này không lượt trái phải được nha mọi người. Không lượt trái phải được. Đây, tay thì có thể đổi được. Rồi. Gập được. Ok. Rồi, con gì nữa? Thông số của nó. Ratio con này 4.9. Ratio 4.9. Cược số 2 115 m. Cược 2.5 100 m. Cược số 3 90 m. Rồi, ok. Con này con số 12. 12 mình bán 150. 150. Ô con này ra thì ô chắc 5.2 đây. Này, con này á. Trời, siêu êm luôn. Mô bin đồng. Rồi, phía trong cổ rất là đẹp nha mọi người.
Ok. Rồi. Phần tay. Tay này thì đổi trái phải được. Máy rất là êm. Rồi ok. Tay gập được nha mọi người. Đây, tay này gập được. Rồi, đổi trái phải được. Con này không ghi xuất xứ ở đâu hết. Thì là nội địa Nhật thôi. Rồi. Thông số của nó. Rồi, con này là... ratio tại 5.5. 5.5. Cược số... cược 2.5 là 150m. Cược số 3. 100m. Cược số 4, 50m. Rồi. Không rơ. Không rơ nha mọi người. Đây là số 13. 13 con này mình bán 200. Mười ba này 200. Rồi mọi người xem trong cổ nhá. Con này là gì đây? Z-King. Trong cổ con đẹp. Tất cả đều là nhựa hết. Ok. Rồi. Mô hình đồng. Phần này hơi cứng. Ra cược hơi cứng. Bây giờ mọi người vệ sinh lại nhé. Đây, khuyên ra cược. Về mọi người vệ sinh là xíu. Tay. Tay ok. Ok. Tay này đổi trái phải được này. Rồi, gập. Gập được. Ok. Đây, gập được nha mọi người. Được. Rồi, thông số của nó đây. Cược số 4 vô được 100m. Cược số 5 vô được 80m. Cược số 3 vô được 150m. Rồi. Con này ratio đâu? Ratio 3.8. Ratio 3.8 nha. Con này thì Hàn Quốc. Con này Hàn Quốc nha. Con này con số 13. 14 rồi chứ. 14, 14 con này mình bán 200. 200 nha. Rồi, 15. Con này mở cổ cho mọi người xem. Cổ con đẹp nha. Mô bình sống nha. Rồi. Ra cược ok. Khuyên ra cược. Cũng con đẹp. Tay. Cái tiếng xào xào này là do đánh cái cược này nha mọi người, chứ không phải là do máy nữa đâu. Đây. Không rơ này. Tay này đổi trái phải được. Gập được. Ok. Ok. Rồi, tới phân chất liệu thì cái này mình thấy là carbon hết. Carbon hết nha mọi người.
À, cái này của Daiwa. Con này Daiwa. Daiwa. Made in Thailand. Rồi. Con này cược 6. À, không phải. Cược 2. Cược 2 vô được 150 m, cược 3 100, cược 4 70 m. Rồi, tới cái gì đây? Ratio không thấy. Ratio con này để mình xem này. Ratio con này khoảng 4.9 nha mọi người, 4.9 á. Ratio 4.9. Con này máy máy này size 700 này. 700 nha. Rồi, ok. Con này con số 15. Con này bán là 200. Rồi, một con này là gì? Olympic. Trong con đẹp đây, phần dưới này á là kim loại này, cổ này bằng carbon này. Ok, mô bin đồng này. Tay cái này sao hơi cứng cứng, cái này hơi cứng cứng, mọi người về vệ sinh này nhé. Con vịt này đảo tay nha mọi người, đảo tay được. Rồi, cái gì nữa đây? Thông số của nó thì là cược số 2 vô được 200 m, số 3 140, số 4 100, số 5 80. Rồi, ok. Cái này thì Japan Olympic. Không rơi nha mọi người. 16. 16. Con 16 này mình bán là 150 đấy. Rồi. 17. 17 cũng là đây qua. Con này bị kêu đổi là bị mẹ chỗ này này. Cái này thì mọi người vẫn bỏ vô câu được bình thường, bỏ vô máy được, à, bỏ vô bạc được bình thường, không sao. Chứ nó bị mẹ xíu ở đấy thôi. Rồi, xem phía bên trong cổ nhá. Rồi, trong cổ đẹp. Cái này toàn thân đều là carbon hết nha mọi người. Toàn thân đều carbon hết. Con này hình như cũng là, ồ, con này tới 3 thai, 3 tốc độ rồi này, 3 tốc độ rồi, 3 tốc độ rồi. Con này chắc vòng vòng tua cũng nhảy lắm. Con này chắc 5.1, 5.2 dưới đây. Rồi, ra cược. Ra cược ok. Khuyên ra cược này, khuyên ra cược này hình như đá xám này mọi người. Khuyên ra cược này hình như đá xám á. Rồi, tay quay. Tay quay này cũng carbon. Tay này có thể gập được. Đây, gập được. Đảo trái phải được. Rồi. Ok, tới phần thông số của nó. Thông số của nó thì con này là cược số 2 vô được 300 m, cược số 3 vô được 200 m.
tay qua 3 speed, 3 thai, 3 tốc độ đây, 2 speed, 5.1, 5.1 đây. Ok, không rờ nha mọi người, không rờ. Con này con số 17. Đi đâu mà đây. Đây. 17. 17 này mới bán 500 nha. Này cho nó bị mẹ ở đây này. Con này dập em này. 18. 18 là một con Ryobi. Con này cũng có độ tay trái phải. Cổ này. Cội đồng phía trong cội này. Ý, ý. Nó bị xẹt rồi mọi người. Hơi xẹt chỗ này rồi. Cái này mọi người về vệ sinh lại giùm mình nha. Cái này về mọi người vệ sinh lại nha. Rồi. Ra cước, ok. Cái khuyên ra cược đây cũng hơi rỉ. Mọi người về sinh lại. Tay quay chỗ này cũng hơi rỉ. Bị oxy hóa chứ không phải rỉ. Cái này cũng có thể gập tay nha mọi người. À không. Cái này gập tay được. Nhưng mà do chỗ này nó bị oxy hóa rồi này. Chứ cái này á, mình đẩy lên như thế này là gập tay xuống được này. Đẩy cái này này. Cái này về mọi người về sinh lại nhá. Cái này GTO của nó 4.75. Cược số 2 170m, số 3 120. Số 4 90. 90m nha mọi người. Đây. Con này thì cũng made in Japan, in chim. In nổi. Đây. Quay thì con rất là êm. Quay rất là êm. Mà chỗ này nó hơi bị xét. Hơi bị oxy hóa rồi. Con này con số 18. Số 18 này mình bán 150 nha mọi người. À, xem cái này thử. Không có rỡ nha. 18. 150. Rồi, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì liên hệ với mình là 0786 55 55 99. Cảm ơn mọi người nhiều.